Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Hân. Hôm nay mời cả nhà hãy cùng với Mẹ Bảo Hân đến với vườn thuốc nam của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để tìm hiểu về cây khổ sâm, cây thuốc nam đa công dụng. Vâng, thực ra thì chung quanh chúng ta có rất nhiều cây cỏ có tác dụng để làm thuốc mà chúng ta có thể vô tình không biết đến, đúng không ạ? Mẹ Bảo Hân làm những video này mục đích là để chia sẻ với mọi người thực tế hình ảnh những cây thuốc quanh ta và những tổng hợp kiến thức về cây thuốc mà mẹ Bảo Hân đã tổng hợp lại từ trên các nguồn internet, sách báo và cả kinh nghiệm của chính mẹ Bảo Hân để chia sẻ đến với mọi người. Trong thời gian vừa qua thì mọi người đã rất là ủng hộ mẹ Bảo Hân với những cái video về chia sẻ các cây thuốc quanh ta và cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của mọi người. Mẹ Bảo Hân xin chân thành cảm ơn. Và trong thời gian tiếp theo thì mẹ Bảo Hân sẽ cố gắng trực tiếp đi ghi hình và tổng hợp chia sẻ thêm nhiều những video nữa về những loài cây thuốc quanh ta. Dự định của mẹ Bảo Hân là mẹ Bảo Hân sẽ dành một vài ngày đến với vườn thuốc nam tại Ba Vì, tại vườn quốc gia Ba Vì. Rất mong là mọi người đóng góp ý kiến cho mẹ Bảo Hân về những loài thuốc, cây thuốc để mẹ Bảo Hân có được những cái thông tin và cố gắng tìm kiếm những hình ảnh thực tế để chia sẻ đến với mọi người nhé. Và những bạn nào có đam mê về tìm hiểu những cây thuốc quanh ta thì vui lòng đồng hành cùng với mẹ Bảo Hân trên những video đóng góp ý kiến và giúp cho mẹ Bảo Hân hoàn thiện nhiều hơn những video tiếp theo. Vâng, hôm nay thì mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ với cả nhà về cây khổ sâm. Đây là hình ảnh về cây khổ sâm. Và cũng lưu ý với mọi người, đây là cây khổ sâm cho lá. Khổ sâm có nhiều loại khổ sâm cả nhà nhé. Cơ bản thì theo những thông tin mà mẹ Bảo Hân tổng hợp và biết được thì có một loại khổ sâm là khổ sâm cho lá, chính là hình ảnh cây khổ sâm mà các bạn đang nhìn thấy đây. Còn một loại nữa là khổ sâm cho hạt, thì cây khổ sâm cho hạt có một số nơi gọi nó là cây sầu đâu rừng hay còn gọi là sầu đâu cúc chuột, bởi vì trông nó giống như cúc chuột cho nên có tên gọi là sầu đâu cúc chuột. Mọi người nhớ lưu ý nhé. Và còn một loại khổ sâm nữa, đó là khổ sâm cho rễ. Cây này còn có tên gọi khác là cây giã hòe. Nó mọc hoang và nó thuộc họ đậu. Hiện tại thì theo một số tài liệu mà mẹ Bảo Hân tham khảo được thì cây giã hòe hay là khổ sâm cho rễ nó chủ yếu mọc ở Trung Quốc và hiện thì có nhập vào thị trường Việt Nam nhưng mà rất là hiếm. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khổ sâm cho lá. Trên đây là cây khổ sâm cho lá cả nhà nhé. Cây khổ sâm cho lá hay còn được gọi là khổ sâm Bắc Bộ, có nơi gọi chúng là cây đèn cù. Và với người dân tộc Thái của Sơn La thì gọi nó là cây cọ chạch đón. Cọ chạch đón cả nhà nhé, đây là tiếng Thái. Tác dụng nổi bật của khổ sâm đó là điều trị đau bụng, đi ngoài do kết lị. Ngoài ra thì đây cũng là một vị thuốc điều trị bệnh viêm đại tràng cực kỳ hiệu quả. Đặc điểm của cây khổ sâm cho lá đó là khổ sâm cho lá là vị thuốc dùng lá để chữa bệnh. Cây khổ sâm cho lá chỉ cao từ 1 đến 1,2 mét, thuộc loại cây bụi,
Lá đơn mọc cách hay gần như mọc đối, có khi mọc thành vòng giả, gồm từ 3 đến 6 lá. Lá của sâm cho lá có hình mũi cát, mũi mát, dài từ 5 đến 6 cm, rộng từ 2 đến 3 cm. Nét nguyên, mặt dưới là màu trắng bạc óng ánh, trong như lá nhóc, đó là các long hình khuyên. Mặt trên thường xanh nhạt, cũng có ít long hình khuyên khi mặt dưới lá, như ở mặt dưới lá. Khi mà lá khô đi thì màu trắng bạc mặt dưới lá càng thể hiện rõ hơn, mặt trên lại trở lên màu nâu đen. Điều đó giúp ta dễ dàng nhận dạng vị thuốc này khi khô. Bụng hoa thường mọc ở cái lá hay đầu cành. Lưỡng tính hay đơn tính, hoa đực gồm 5 lá dài, 3 vòi nhị. Quả gồm 3 mảnh vỏ, màu hơi đỏ. Cây khổ sâm cho lá thường là cây mọc hoang dại. Đôi khi người ta cũng trồng nó để làm cảnh. Và nó được trồng nhiều nơi của các tỉnh phía Bắc của nước ta. Nếu bạn nào ở vùng phía Bắc, Tây Bắc nước ta thì chắc hẳn là không lạ gì đối với cái cây khổ sâm này nữa. Cho nên cũng vì lý do đó mà nó còn được gọi với cái tên là khổ sâm Bắc Bộ. Người ta thu các cái lá bánh tẻ của cây khổ sâm vào mùa trong năm phơi khô. Trước khi sử dụng thì thường tiến hành sao vàng. Về thành phần hóa học của khổ sâm cho lá thì thành phần hóa học nghiên cứu của khổ sâm cho lá còn rất là khiêm tốn. Gần đây thì các nhà khoa học nước ta đã phân lập được một số thành phần hóa học từ hợp chất của lá khổ sâm. Theo kinh nghiệm dân gian thì người ta thường dùng khổ sâm cho lá để điều trị một số bệnh về đường tiêu hóa như viêm đau dạ dày, tá tràng, đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, vợ chua, ăn uống kém tiêu. Sau đây thì mẹ của Hân có tổng hợp và chia sẻ đến với cả nhà một số bài thuốc để điều trị bệnh như bệnh viêm đại tràng, bệnh đau dạ dày. Những bài thuốc này đều do mẹ của Hân tổng hợp và chia sẻ từ nguồn sách, báo và internet. Nên hết sức lưu ý khi sử dụng bài thuốc, các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nhé. Bài thuốc điều trị bệnh viêm đại tràng: dùng lá khổ sâm 20g đun nước, lấy khoảng 300ml nước uống vào buổi sáng sớm. Dùng kết hợp với ăn món trứng gà lá mơ lông tía ăn hàng ngày. Với bệnh nhân viêm đại tràng nên kiên trì dùng cách trên khoảng 1 tháng, tiêu hóa sẽ tốt hơn rất là nhiều. Sử dụng lá khổ sâm chữa đau dạ dày là một trong những phương pháp được sử dụng nhiều trong dân gian. Theo y học cổ truyền, khổ sâm có vị đắng, hơi chát, hơi ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, tiêu độc, sát khuẩn. Vốn khổ sâm là cây thuốc nam đa công dụng và nó có tác dụng tốt cho việc điều trị các chứng bệnh về tiêu hóa và dạ dày. Bài thuốc chữa dạ dày bằng lá khổ sâm. Khổ sâm có thể kết hợp với nhiều vị thuốc để hỗ trợ điều trị đau dạ dày một cách an toàn. Một số bài thuốc từ khổ sâm có thể kể đến như sau. Thứ nhất, cách 1. Lấy 15 đến 20g lá khổ sâm đem rửa sạch, sao vàng, rồi sắc đặc để uống. Nên uống sau khi ăn, uống liền vài ba tuần rồi ngưng vài ngày, sau đó lại tiếp tục sử dụng cho đến khi khỏi bệnh. Cách thứ hai, dùng 12g lá khổ sâm, 50g lá khôi, 20g lá bồ công anh, đem sắc với 600ml nước, đun sôi cho đến khi cô đặc còn 200ml nước thì lấy uống. Sử dụng từ 2 đến 3 lần trên một ngày, uống 10 ngày liên tục thì nghỉ 3 ngày,
rồi lại tiếp tục lặp lại liệu trình này cho đến khi khỏi hẳn. Cách thứ 3 rất đơn giản, bạn dùng 16g lá khổ sâm kết hợp với một ít dạ cầm, thực hiện như cách 1 để chữa đau dạ dày. Ngoài việc chữa đau dạ dày thì khổ sâm còn có tác dụng chữa đầy bụng, chậm tiêu. Khi bị đầy bụng, chậm tiêu, khó tiêu, bạn sử dụng 12-24g khổ sâm hãm với nước hoặc sắc đặc để uống. Cũng có thể lấy khổ sâm, bồ công anh, nhân trần, mỗi thứ 12g kết hợp cùng 10g lá khôi, 10g chút chít tán bột, đem pha với nước ấm để uống hàng ngày. Hoặc có thể bạn sử dụng 12g khổ sâm, 40g lá khôi, 20g bồ công anh, 12g ốt kim, 12g hậu phát, 8g ngải cứu, 4g cam thảo sắc đặc hoặc lấu thành cao để pha siro uống. Bài thuốc chữa đau bụng lâm dâm, đau bụng sau khi ăn, đầy bụng khó tiêu. Bạn dùng lá khổ sâm, dây ngấy hương, các vị này đem phơi khô, mỗi thứ một nắm, thêm 3 lát gừng, sắc nước uống, hoặc dùng sắc hai thứ lá trên uống thay cho trà. Theo như y học hiện đại thì khổ sâm lá còn có tác dụng chống rối loạn nhịp tim, làm tăng lưu lượng máu động mạch vành, chống thiếu máu cơ tim, làm hạ lipid máu, chống xơ vỡ động mạch. Có tác dụng chống phóng xạ, phòng trị được những chứng bạch cầu giảm. Có thể làm giảm hen suyễn, loại bỏ đờm, lợi niệu, chống viêm, chống oxy hóa, chống dị ứng, làm giảm đau. Có tác dụng kháng khuẩn, ức chế đối với trực khuẩn lỵ, liên cầu khuẩn B, tụ cầu vàng, các loại nấm ngoài da. Và nó còn có tác dụng chống ung thư và hoạt động miễn dịch. Tuy khổ sâm là thảo dược lành tính, nhưng mà khi dùng khổ sâm để chữa bệnh, chúng ta phải có một số lưu ý nhất định. Đặc biệt là đối với những ai cơ thể bị suy nhược, táo bón thì không dùng được. Dùng liều cao có thể gây buồn nôn, nhức đầu, nhưng khi ngừng thuốc sẽ tự hết các triệu chứng trên. Và đặc biệt các bạn không nên nhầm lẫn giữa cây khổ sâm cho lá với cây khổ sâm cho rễ để làm thuốc, như ngay từ ban đầu video mà mẹ Bảo Hân đã chia sẻ. Và chúng ta cũng lưu ý là không dùng khổ sâm với lê lô, thận trọng đối với bệnh nhân tỳ vị hư hàn. Ngoài việc chữa đau dạ dày, đau đại tràng thì lá khổ sâm lá còn được sử dụng để điều trị vẩy lến, nổi mẩn ngứa, đau bụng đi ngoài, đau bụng dâm gian hay đau bụng không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên không nên sử dụng lá khổ sâm một cách bừa bãi. Các cây thuốc nam lưu ý rằng nó chỉ có tác dụng hỗ trợ, khống chế tạm thời chứ không thể chữa dứt điểm. Cho nên bạn đặc biệt lưu ý phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mẹ Bảo Hân. Với vai trò là người biên tập và chia sẻ đến cộng đồng một số kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe cho bạn bè và người thân và chính bản thân mình, bản thân mẹ Bảo Hân đã tìm hiểu và tổng hợp, nghiên cứu, tích lũy được những hình ảnh thực tế về những cây thuốc nam và những tài liệu tổng hợp về cây thuốc nam để chia sẻ đến với mọi người. Hy vọng rằng những kiến thức mà mẹ Bảo Hân mang lại sẽ có một phần nào đó giúp ích cho xã hội. Bạn hãy ủng hộ mẹ Bảo Hân ra được những video tiếp theo bằng cách nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi, nhấn chiếc chuông ở bên góc bên cạnh để nhận được những video tiếp theo của mẹ Bảo Hân ngay khi video lên sóng. Và hãy đóng góp giúp sức cho mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn like để ủng hộ, nhấn xem để chia sẻ và để lại những thông tin góp ý phía dưới video. Ngoài ra, bạn có thể đến với mẹ Bảo Hân mua những sản phẩm tại mẹbảohan.com
với những sản phẩm thảo dược, thảo mộc như trà hoa cúc, tỏi ngâm mật ong, vỏ chanh đào ngâm mật ong và một số thảo mộc thảo dược Tây Bắc mà mẹ Bảo Hân đã cập nhật trên trang web mẹbảohân.com. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mẹ Bảo Hân qua trang web mẹbảohân.com hoặc qua số điện thoại 0977 659 472. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.